Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người đó vào nhà nào thì các con hãy theo và nói với chủ nhà ấy rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Các môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và các ông dọn lễ vượt qua. Đang khi các ông ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy lãnh nhận, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các ông, và mọi người đều uống, và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi đọc thánh ca, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật, và nếu được là trong cả những ngày thường, chúng ta ao ước được điều gì khi chúng ta tham dự thánh lễ? Có hai điều chúng ta cần ao ước. Đó là tham dự hai bàn tiệc. Bàn tiệc thứ nhất là bàn tiệc gì, có ai biết không? Bàn tiệc lời Chúa. Còn bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc thánh thể. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Vì hai bàn tiệc thiêng liêng này nuôi sống phần tâm linh, phần đức tin của chúng ta trong ngày lễ hôm nay, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bàn tiệc thánh thể này. Kính thưa quý anh, quý ông bà và anh chị em, đã nhiều lần chúng ta tham dự thánh lễ, có thể trong đời người có những người chắc cũng cả ngàn lần. Vậy thì khi nào quý ông bà biết bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu? Khi nào? Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Này là mình ta, này là máu ta. Tuy nhiên khi chúng ta lãnh nhận thì quý ông bà và anh chị em nhận được điều gì? Có phải chúng ta nhận được một cái chất chúng ta gọi là thịt và rượu chúng ta gọi là máu không? Hay là chúng ta nhận vẫn còn là hình bánh nhá? Và khi chúng ta uống thì chúng ta vẫn còn cái mùi vị và chất của rượu. Vì thế ngay sau khi truyền phép, linh mục tuyên bố điều gì? Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, làm sao chúng ta có thể tin được bánh và rượu
qua lời truyền phép của vị linh mục, cho dù vị linh mục đó bất xứng, cho dù vị linh mục đó tội lỗi thế nào, thì bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Trong câu chuyện giáo lý của linh mục Lawrence, ngài có kể một câu chuyện Bishop, tức là Đức Giám Mục Samunas, trong khi ngài ở Jerusalem thì có những người Hồi giáo muốn cười nhạo ngài trước đám đông, muốn cười nhạo ngài vì cái niềm tin của người Kitô giáo, cụ thể là người Công giáo. Thì họ hỏi vị giám mục như thế này: làm sao bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu được? Làm sao bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu được? Quý ông bà và anh chị em có thể không cần phải có thần học hay là phần phải có học hỏi gì nhiều, chúng ta có thể trả lời được cả ba câu hỏi này, mà đây là câu hỏi thứ nhất. Quý ông bà trả lời được không? Làm sao bánh và rượu trở nên thịt và máu? Nói chung thôi. Không biết hả? Trời ơi, từng này nổi tuổi rồi, cha mẹ nuôi bao nhiêu tấn gạo rồi. Khi chúng ta mới sinh ra, cơ thể bé bi chúng ta nhỏ lắm, đúng không? Thì tự sao mà bây giờ là thịt cũng cả như tôi đây, các cái 80kg là ít, 170 pound. Mà khi nhỏ đâu có được, có mấy pound à. Thì nhờ cái gì mà tôi được trở nên ngày hôm nay? Nhờ của ăn, nhờ cơm gạo. Con bò nó còn ăn cỏ, nó còn lớn được từ con bê mà nó ra con bò. Đơn giản phải không? Đơn giản thôi, không có khó khăn gì cả. Đức là chưa nói vấn đề tín lý này kia hả? Chúng ta chỉ đơn giản bánh và rượu của ăn nói chung cũng có thể cho ta thịt và máu, đúng không nào? Rồi cái câu hỏi thứ hai nó cười nhạo ngài, làm sao ngài trả lời được? Nhớ đấy, mà sau này có ai hỏi thì tìm cách trả lời dễ hiểu thôi, không có gì khó cả. Mà cái đó là dễ hiểu, không có thể make sense, phải không? Rồi thế thì đó là tại sao Chúa Giêsu cả hình tượng như vậy, đầy đủ thân xác như vậy, mà lại ngự trong một cái mẫu bánh rất là nhỏ? Có thể trả lời được không? Có ai bao giờ nghe là con mắt là cửa sổ linh hồn không? Qua cái con mắt, chúng ta nhìn được cả vũ trụ to lớn như vậy. Nếu mà quý ông bà và anh chị em biết về mắt, học về cái cơ quan của mắt, thì tất cả những hình ảnh đều thu gọn vào trong con mắt qua cái võng mạc thì chúng ta mới thấy được hình ảnh. Nếu mà nó không thu được vào mắt thì chúng ta không thấy gì cả, đúng không? Chỉ con mắt nhỏ xíu thôi mà có cả một vũ trụ. Ngay cả nhạc sĩ Đức Huy trong bài hát gì biết không? Trong bài hát Dấu đã như đã dấu yêu. Trời, tôi nói vậy mà biết liền. Đức Huy hát đi, Đức Huy viết làm sao? Trong đôi mắt em anh là tất cả, hay là em là tất cả? Em là tất cả, là nguồn vui, là cuộc sống hạnh phúc. Anh giấu em giấu yêu, nghe rất là lãng mạn, đúng không? Nhưng mà thật sự khi chúng ta đang yêu thì đúng vậy. Trong đôi mắt anh, em là tất cả. Đừng, các cô đừng có dại dột mà nghe những cái lời ru ngủ đó nhé. Là nguồn vui, là hạnh phúc, em giấu yêu. Đó là khi yêu thôi. Còn khi nó ghét thì chẳng có con mắt nào hết đấy, mù hết. Đấy, cho nên chúng ta thấy
tuy là cả trời đất vũ trụ đều chỉ qua con mắt em, trong đôi mắt anh em là tất cả. Vì thế mà cái việc mà hiểu Chúa Giêsu to lớn như vậy mà ở trong một tấm bánh nhỏ thì đâu có gì là khó, là nguồn vui, là sự sống, là tất cả. Mà còn trong đó được huống hồ chi chỉ là thân xác. Rồi cái thứ ba, thế thì tại sao Chúa Giêsu một lúc mà lại hiện diện khắp nơi trên thế giới, một lúc Ngài có thể có mặt khắp nơi trên thế giới, ai nói được không? Mình chỉ nói đây cái nó đơn giản thôi, mình đừng có dùng lý lẽ gì nhá, để dễ hiểu. Bây giờ nhá, anh chị có một cái gương, đúng không? Anh chị nhìn vào tấm gương, anh chị thấy ai? Thấy chính mình, đúng không? Bây giờ giả sử cái tấm gương đó đập vỡ ra thành nhiều mảnh, thì mỗi cái tấm gương nhỏ đó nó phản chiếu được cái gì? Nó phản chiếu được, khi mình nhìn vào đó nó phản chiếu được chính mình. Đơn giản vậy thôi, mình không cần phải nói nhiều, không? Mình chỉ cần không phải dùng một cái lý lẽ gì hết, đơn giản vậy thôi nhá. Đó là cái câu chuyện thôi, để mà giúp cho chúng ta hiểu phần nào qua cái giác quan nhá. Qua cái giác quan chúng ta hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại có thể biến bánh và rượu trở nên mình và máu thánh của Ngài. Nhưng mà để giúp cho chúng ta hiểu phần nào thì chúng ta phải dựa vào thứ nhất là Kinh Thánh. Chúng ta không nói buồn, bây giờ mới là lý lẽ. Chúng ta dựa vào Kinh Thánh. Mà nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, những lời Ngài nói là thật, thì qua cái bài phúc âm hôm nay, Thánh Mát-cô cho chúng ta nghe điều gì? Chúa Giêsu, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. This is my body. Ngài không nói là đây, this is a symbol, symbolism, a symbolize of my body. But Ngài said, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Rồi Thánh Phaolô, mặc dù Ngài không gặp Chúa, nhưng mà Ngài được truyền lại từ các thánh tông đồ, và Ngài truyền lại cho chúng ta trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Ngài nói như thế này: điều tôi đã lãnh nhận từ Thiên Chúa thì tôi truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra và nói: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta, đây là máu ta. Thánh Phaolô cũng nhận đây là nhá. Rồi trong phúc âm của Thánh Gioan, cái điều này đặc biệt chúng ta nên lắng nghe. Trong phúc âm của Thánh Gioan, khi mà Chúa Giêsu nói: ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Thế thì người Do Thái tranh luận với nhau: làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn được? Chúa Giêsu nói: quả thật tôi bảo các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Vì thịt tôi là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Nếu chúng ta tiếp tục đọc, ai còn nhớ không? Sau khi mà Chúa Giêsu tuyên bố như vậy thì các môn đệ họ nói làm sao? Lời này thì chói tai quá. Các môn đệ và những người Do Thái nói rằng: ông ta nói cái lời chói tai quá, không nghe được. Ai mà có thể lấy thịt và máu mình cho chúng ta ăn? Rồi từ đó thì họ theo Ngài, hay là họ làm sao? Họ nhớ không? Giêsu ơi, quên hết rồi.
họ bỏ đi. Nhớ không? Họ bỏ đi và không ai còn theo Ngài nữa. Đấy, đây là cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Trong nhiều đoạn phúc âm trong Kinh Thánh, khi mà Chúa Giêsu dùng những dụ ngôn hay là cái lối nói mà Ngài nói là dùng cái biểu hiện hay là biểu thị hay là cái symbol hay là cái representation, thì Ngài làm sao? Ngài cắt nghĩa cho họ. Chẳng hạn như là Ngài cắt nghĩa về vấn đề nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi, nó phải sinh được thế này thế kia. Khi mà gieo xuống lòng đất thì hạt 100, hạt 50 gì đó. Đó là Ngài kể là cái dụ ngôn, rồi Ngài cắt nghĩa cái dụ ngôn. Hoặc là cái dụ ngôn cỏ lùng thì Ngài cắt nghĩa ai là gieo cỏ lùng là ma quỷ. Ngài cắt nghĩa đoàn hoàng, đúng không? Nhưng mà trong cái lời Ngài truyền hôm nay, đây là mình thầy, đây là máu thầy. Và khi mà người ta nghe đó chói tai lắm, người ta bỏ đi. Chúa Giêsu có kéo lại không? Chúa Giêsu có kéo lại họ lại không? Bằng đây, lại đây để tôi cắt nghĩa cho. Không phải tôi nói vậy đâu. Đó chỉ là những cái biểu tượng, hoặc là đó là những dấu chỉ tượng trưng thôi. Lại đây, Chúa Giêsu có nói vậy không? Không, thưa không nhá. Cho nên chúng ta càng biết chắc được việc Chúa nói là what is this, it is. Tức là những gì Ngài nói như thế nào thì nó là như vậy. Đây là mình ta, đây là máu ta, các con phải ăn, phải uống thì mới có sự sống đời đời. Chúng ta thấy sau khi mà các môn đệ bỏ đi thì Chúa Giêsu quay lại nói với các môn đệ 12 ông, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ thầy đi hay sao? Lúc đó Phêrô nói sao? Phao-lô Kim có hát bài hát bỏ thầy con biết theo ai? Vì thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời đó tôi đã cố gắng để chứng minh cho quý ông bà và anh chị em, việc sau khi linh mục truyền phép bánh và rượu trở nên mình màu thái báo Thánh Chúa, đó là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Vì yêu thương chúng ta, Ngài ở lại với chúng ta. Rồi cái bằng chứng thứ nhất là qua Kinh Thánh. Bằng chứng thứ hai là qua 21 thế kỷ, giáo hội có bao giờ đặt nhẹ vấn đề thánh lễ không? Thưa không, giáo hội đưa thánh lễ luôn luôn là trung tâm của đời sống Kitô hữu và là trung tâm của đời sống của các linh mục chúng tôi nữa. Cho nên lúc nào thánh lễ cũng là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Rồi chúng ta thấy nếu mà cái sự đó không có sự thật như vậy thì làm sao có những người, có những nhà thờ chầu Chúa 24 tiếng đồng hồ trên 24, 7 ngày lúc nào cũng vậy. Nhất là các sơ ở trong nhà kín, họ thay nhau đền tạ bằng việc chầu mình Thánh Chúa để đền tội cho chúng ta, đền tội cho cả thế giới. Và có rất nhiều phép lạ xảy ra qua Thánh Thể. Chẳng hạn phép lạ ở năm 700 ở Lanciano ở bên Ý. Khi một vị linh mục truyền phép thì vị linh mục này nghi ngờ làm sao mà bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa được. Ngài nghi ngờ, thì trong lúc Ngài nghi ngờ, Ngài cúi xuống thì Ngài nhận thấy bánh và rượu Chúa làm phép lạ trở nên mình mà máu Thánh Chúa. Và suốt 20 thế kỷ, 21 thế kỷ qua, giáo hội luôn luôn thỉnh thoảng nhờ các nhà khoa học chứng nghiệm thì người ta luôn luôn nói cái cơ thịt ở trong cái phép lạ đó mà hiện nay vẫn còn ở bên Ý, đó là cơ tim, cái cơ ở tim. Máu là máu AB của những người Trung Đông. Cho nên là chúng ta thấy cái việc thịt máu Chúa trở nên qua truyền phép của linh mục là đúng sự thật. Và vì thế kính thưa quý ông bà và anh chị em, với cái niềm tin yếu kém của chúng ta, chắc chắn chúng ta không thể nào tin đầy đủ được những điều giáo hội dạy và những điều Chúa truyền trong bí tích thánh thể. Nhưng mà qua cái thời gian vừa rồi chúng ta thấy bao nhiêu người ao ước được dự thánh lễ để được rước Chúa ngự vào lòng,
nhưng mà thời gian Covid suốt hơn một năm qua, chúng ta chỉ dự lễ, xem lễ online, stream, something like that, nhưng mà chúng ta không được rước Chúa vào lòng. Chúng bao giờ chúng ta muốn gặp người yêu của chúng ta mà chúng ta chỉ gặp trên mạng không? Không có. Chúng ta muốn gặp Chúa thật sự nơi nhà thờ này. Có bao giờ chúng ta đi dự tiệc mà chúng ta chỉ muốn đi tham dự thôi mà không ăn tiệc? Thì thử hỏi cái người chủ tiệc nó như thế nào. Cho nên chúng ta qua thánh lễ hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy yêu mến bí tích thánh thể, hãy năng rước lễ, rước mình vào máu thánh Chúa để làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta buồn sầu, khi chúng ta đau khổ, có Chúa ở trong lòng chúng ta. Và để được rước Chúa ngự vào lòng, nghĩa là chúng ta phải sạch tội. Tòa cáo giải, các linh mục luôn luôn sẵn sàng để mà ban phép cáo giải cho quý ông bà và anh chị em, hòa giải anh chị em với Chúa để chúng ta rước lễ. Và khi rước lễ thì chúng ta cũng giữ tấm lòng trong sạch, tay chân cũng sạch sẽ một chút. Có nhiều người giơ tay ra thì toàn là số phôn không à? À, nhiều khi chúng ta không kính trọng mình máu thánh Chúa, rồi khi chúng ta sửa xe hay là vì lý do gì đó thì chúng ta có thể rước bằng miệng chứ không cần phải xè cái tay ra. À, và nhất là trong nhà thờ chúng ta cũng phải cung kính vì có Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Ước gì qua những lời thô thiển chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, chúng ta luôn luôn đặt thánh lễ là trung tâm của đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghe phép lạ ở nơi này, chúng ta nghe phép lạ ở nơi kia, chúng ta túa nhau chạy ra đi xem, hoặc là đọc kinh dâng hương, dâng hoa, dâng lễ. Cái đó chưa chắc đã có thật, nhưng mà chỉ là lo cái thị hiếu thôi. Nhưng mà cái thật 100% là Chúa Giêsu làm phép lạ trên bàn thờ này khi linh mục truyền phép. Chúa Giêsu thật ngự ở trong nhà tạm qua hình bánh hình rượu, qua bánh ở trong nhà tạm là Chúa Giêsu ngự thật, chứ không có cái gì giả dối nhá. Đó, cho nên vậy mà chúng ta lại không biết quý trọng, chúng ta chạy theo cái mà chúng ta cảm thấy rằng nó dễ tin hơn. À, nhưng mà có những cái mà trước mặt chúng ta lại không tin. Xin Chúa cho chúng ta biết tin tưởng vào lời Chúa dạy, và nhất là biết yêu mến bí tích thánh thể mà vì yêu thương Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta đến với Ngài kín múc cái tình yêu thương của Ngài, để rồi qua bánh và rượu, qua mình và máu thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn về đức tin của chúng ta và củng cố cái niềm tin của chúng ta. Lạy Chúa, xin củng cố cái niềm tin còn yếu kém của chúng con. Amen.